Hả? Cô giỡn mặt với tôi hả? Em lỡ ngủ quên. Bước ra khỏi văn phòng của tôi. Anh sẽ cho em một cơ hội cuối. Đưa Chan Y tới đây. Chan Y? Ngôi sao ca nhạc Chan Yeon vừa kết thúc thành công chuyến lưu diễn tại các thành phố lớn trong khu vực Đông Nam Á. Suko. Doyul, 가자. Cô bị đuổi việc rồi, rồi cô coi thường tôi nha. Vậy ra cô dám. À, 춤도 못하고 노래도 못해요. Mình nhớ rồi.